Những ngày cuối năm, khi nhiều công ty bắt đầu công bố lương thưởng Tết, thì những người lao động rơi vào cảnh mất việc, giảm thu nhập, thấy chạnh lòng. Dân, rồi cái Tết này sẽ ra sao với những gia đình thất nghiệp, bất đắc dĩ này? Thương thật sự cho anh em công nhân, thương cho cảnh xa nhà xa quê, nương náu vào nhau rồi sắp phải chia xa chỉ bằng buổi tiệc tạm bợ trên vỉa hè. Cuối tháng 11 cũng là ngày làm việc cuối cùng của khoảng 1.200 công nhân công ty may mặc TH tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi công ty ra thông báo chấm dứt hợp đồng vì thiếu đơn hàng. Không hối hả về nhà sau giờ làm như mọi khi, nhiều công nhân đáng lại cùng ăn với nhau một bữa chia tay ngay trên vỉa hè đối diện công ty. Hùng mỗi người dăm 30.000, họ mua bắp xào, thịt gà, chả, uống với nhau vài ly rượu pha với nước ngọt để cùng ăn. Công ty cũng cam kết chi trả các chế độ trợ cấp thôi việc là 2 tháng tiền lương cho lao động bị cắt giảm, chi trả toàn bộ lương tháng 11 và chi trả tiền thưởng năm nay với mức thưởng 1 tháng lương nếu làm đủ 12 tháng trong năm làm việc. Ứa nước mắt khi nhìn cảnh các công nhân phải rời xa với nơi gắn bó là phải chia tay trong hoàn cảnh gần cuối năm, ngay trên vỉa hè. Nhiều người xúc động chia sẻ, thương cho anh chị em công nhân quá, làm việc vất vả, đến lúc chia tay cũng không có buổi tiệc cho đàng hoàng nữa. Với suy nghĩ cùng động viên giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, một nickname viết: đọc mà thấy xót xa, mong cho liên đoàn lao động kêu gọi lá lành đùm lá rách, chí ít giới thiệu cho họ có việc làm vì Tết sắp đến, chúc tất cả bình an, may mắn. Câu chuyện công nhân hùn tiền ăn tiệc chia tay ngay trên vỉa hè khi công ty cho nghỉ việc hàng loạt, nhìn mà xót xa. Đời sống công nhân còn nhiều khó khăn, phải ở nhà thuê, chắc chiêu dành dụm từng đồng, gửi về quê, ngày đến gần Tết lại phải mất việc, tình cảnh càng bi đát hơn. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ đầu năm đến nay có gần 480.000 lao động đang chịu ảnh hưởng trực tiếp, suy giảm việc làm, mất việc. Trong đó gần 50.000 lao động mất việc và hơn 430.000 người bị giảm giờ làm hàng ngày, làm cách ngày hoặc tạm hoãn hợp đồng. Dẫu nhiều doanh nghiệp tìm nhiều giải pháp thế, nhưng mà trong bối cảnh thiếu đơn hàng thì lực bất tòng tâm. Nhiều người vẫn nói đùa khoảng 2 năm trở lại đây được ăn Tết nhiều hơn vì các đợt giãn cách kéo dài do dịch bệnh. Năm nay lại tiếp tục một năm được ăn Tết vài ngày nữa vì còn dư âm buồn.